Vừa qua, cảnh sát hình sự công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá, vây bắt thành công hàng chục đối tượng móc túi tắc quái tại khu vực Sầm Sơn, đảm bảo an ninh trật tự cho người dân. Sau hai ngày truy xét và sáng 24-25 tháng 4, cảnh sát hình sự công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt băng thợ hai ngón do quẹo cầm đầu, bắt 24 nghi can, thu 21 dây chuyền vàng bạc có giá trị lớn. Trong số này, 12 người quê ở tỉnh An Giang, 4 nghi phạm ở thành phố Cần Thơ, 3 người ở tỉnh Kiên Giang. Theo cơ quan chức năng vào tối 22 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm đô thị Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2023. Khi lễ hội diễn ra, trong hơn một tiếng, nhóm quẹo đã trà trộn, gây ra nhiều vụ cướp giật, trộm cắp tài sản của người dân và du khách. Công an cho hay đây là băng nhóm tội phạm liên tỉnh, thường tìm đến sự kiện đông người rồi tạo ra các tình huống lộn xộn, xô đẩy, chen lấn nhằm thực hiện hành vi phạm tội. Những người còn lại trong nhóm có nhiệm vụ cảnh giới, cản trở hoặc đánh lạc hướng, tẩu tán tăng vật khi bị phát hiện. Công an cảnh báo, đợt nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, nhiều hoạt động lễ hội du lịch thu hút đông sẽ diễn ra, nên đây là dịp tội phạm lợi dụng hoạt động. Người dân cần đề cao cảnh giác.